chiếc quay quay tàu chơi kết nước rồi các bạn thấy không? Đó. Nè. Có thằng ông này ngủ nè. Cái này thiệt nha chứ không phải giả nha các bạn. Mưa nước này nó chơi vô đây nè. Nó chơi vô cái lòng chơi len này các bạn. Xe này xe leo núi. Vậy những xe là không coi xe có kết nước nè, động không? Đêm ở đó cắm trại ngủ đó. Thấy không? Nhà trên đỉnh núi nè. Là đi cái đường núi này đi lên luôn theo cái đường mòn á. Nó có cái đường mòn lên đó. Chơi nhảy mướn là qua đi. Thì mình cái chương trình mình đó đi chừng nào đi mình mới gom lại, nhưng mà cái ý tưởng của mình sẽ nói ra như vậy. Ấy ngủ trên đó. Phải không? Tận hưởng cái đêm tức là đó, cái đó. Ý tưởng của mình nói ra như vậy, cái có dịp là mình mới kết lại là chốt lại là mình đi, hiểu không? Trời. Rồi giờ đi tiếp. Là cái nhà đó, cái dân người ta đi cái đường bộ lên, đường xe lên không được, nó hoang sơ lắm, ta làm cái đám giường gì đó đó. Ủa, đừng chở tôi đi. Không bỏ tôi rồi. Rồi, hồi nay ngồi Winner ít đã quá. Mà được không Phỉ? Nhưng mà tôi có người dắt tôi lên đó. Ủa mẹ này phải âm con, mày không âm con sao được? Trái con hết. Đi sao ơi? Xe này anh để vậy, anh đừng vô ga số 1 là nó cứ chạy hoài, nó đâu tắt máy. Nó FI á, nó FI sau này nó cái chế độ nó cân bằng điện tử, nó sẽ bù ga cho mình. Cái tảng đá là voi này nó có cái hình mặt giống như cái mặt người, nó nhìn xuống thị trấn Chi Tôn. Cái này mà có nghệ nhân lên nó tạc như tượng Phật ở bên Thái Lan nghe không? Ngon lắm đó, nhưng mà không phải dễ đâu. Chưa có cái người đấy, chỉ có mấy nước ngoài đâu quả mai. Là hay lắm ha. Mình mướn cái đội nó qua. Nhưng mà dễ gì nó đội đi đâu không. Cái ông không có vốn. Ông Sáu nó đẹp quê hương. Chạy đi chạy trước ngược cái đường đi qua mình đi nè. Giờ chạy ghét ra tới hồ rồi xoa rồi lên núi luôn á. V3 đã quá. Qua là mình đi đầu kia vô, bữa nay mình đi đầu này ra vậy. Phải không? Nhưng mà qua mình đi có nửa đường à. Mình chặn nửa đường mình đi. Người.
đâu vậy? Phải nói là phát triển du lịch thì dân địa phương cũng khá lên, thật ra là không có khá đó. Là bán là rút vô sâu. Ông phải làm cái đường bự chút nữa kìa. Nhưng mà dân nghèo nó bán đất hết rồi, nó đấy không có, nhưng mà cái con đường này nè phải làm bự lên đó, là xe bốn bánh á nó vô được, là này, nó mới bốn bánh vô được. Nó vô không có, nó vô được nhưng mà nhiều khi á nó đông đen quá nó bị kẹt nè. Không phải làm sao mà hai chiếc nó tránh né với nhau được. Là như vậy là nó cũng ổn định rồi, nhưng mà làm nông cái bề ngang lên lớn chút nữa. 2 mét nữa. Này chiều chiều sáng sáng rồi có xe đạp đạp vòng bên núi thì thôi. Cung đường thôi. Bởi vì
thằng Kiên chạy không? Kiên chạy. Thì Tú Kiên nè, nay tôi không chạy không đây. Đuổi quán rồi luôn. Chiếc quay tàu chờ kết nước rồi các bạn thấy đó. Đó nè, có thằng ông này đủ nè, cái thiệt nha chứ không phải giả nha các bạn. Mưa nước này nó chơi vô đây nè, nó chơi vô cái xe leo này các bạn thấy không? Xe này xe leo núi. Vậy dẫn xe là không coi xe có kết nước nè, động không? Xe mà quay mà leo núi mà chế kết nước nè, kết nước là thiệt đàng hoàng nha, không phải gắn cho đẹp đâu, thấy không? Cái lốc ở giữa nè. Nè cái lốc nghe không? Hồi đó tới giờ mới gặp nha. Đủ mất bao nhiêu xe rồi già rồi á. Bởi vì tôi mới kêu ông là coi nè. Cái gì nhà ha? Hả? Cái này quay. Quay thì không biết rồi, nhưng mà cái nòng xe len này là bởi vậy. Lòng nước. Không, hồi đó giờ mới gặp cái thì nó đưa lên đây nè. Nó giải nhiệt nhưng mà con chạy xe hả? Dạ. Lên tới đâu mấy chú? Xe này có nào nó đâu mất rồi. Đi ủa xe này nào đâu mất rồi ta. Đó, hôm nay đi núi Cô Tô các bạn, xe này là xe ôm nó chở mình đi lên núi nè, mình quay thấy lạ lạ quay các bạn xem chơi đó. Thì mình ở đây thì người ta mình phải gửi xe, người ta không có cho mình lên núi. Xe mày hả? Này lên xuống 90 á, lên tới đâu mày chở tao nha. Ông là điện cô hả? Mày chở tao được không? Được, ai đi con chở. Bốn rồi. Ủa dạ bố chơi, gặp cái này, cái này, hai cái này liền. Này không có là điện chuông chở hay không? Có là mày sợ đâu. Điện chuông đi rồi, giờ đi hết đi không? Mày sợ, đi chỗ nào cũng chở chứ. À. Ê, lát bạn về ghé chữ chia tông cho về đó, không? Hồi nhỏ đó. Hồi lớn hồi nhỏ. Không, hồi lớn hồi nhỏ riêng à. Vậy chia tông luôn, chữ chia tông luôn. Chia tông cho bác luôn á. Làm nhiêu? 95.000 gì đâu. Đi hết tour có 250, tao có thằng bạn xe ôm đây nè. Nhà nó ngay chỗ cái cua có cái quán á, tên gì tôi quên mẹ rồi. Quán á. Tại nay gặp này tao kết mua đen tao kêu nó nè. Thấy khoái chứ à. À, xe độc quá. Trong cái kết nước là thấy à. 150 ha. Nó xài ấy nè. Nó xài phải. Giải nhiệt. Biết rồi, nhưng mà 150 nè. Mà ông thấy chiếc quay nào mà có cái giải nhiệt không? Quan trọng vậy. Ống nước truyền lên nè, truyền lên cái cắt nước này. Cắt nước nó giải nhiệt thôi, nó không. Cái lồng đây. Cái này là nó chỉ có cái nhiệm vụ nước nó đeo vô trong cái nồng thôi, không có gì hết. Vậy rồi. Vậy hỏi chị tôi xuống. Ủa mày chở này đi được không? Vậy trừ tiền này ra nha. Không phải trừ tiền này ra chứ, nó chở này nó ăn tiền ta. Chị tao có nhà chứ. Đâu nhà hả? Ủa, ủa, mình bao lại chơi đủ 4 người chưa? 4 người. Xe có cách nước luôn rồi, mấy cái này.